16 đội chơi sẽ thể hiện tài năng, trau dồi kiến thức lịch sử đất nước cũng như lịch sử đảng bộ địa phương. Mỗi chương trình sẽ có 2 đội tham gia tranh tài qua 3 phần thi, giới thiệu, tìm hiểu kiến thức và giải mã từ khóa. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho game show đang tiếp tục được Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, các đội chơi tích cực triển khai, đảm bảo tốt nhất cho việc ghi hình. Ngay sau khi nhận được cái kế hoạch của đơn vị của đài thì đơn vị chúng tôi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện ủy đã giao nhiệm vụ và thành lập đội tuyển. Thì đây là một trong những cái đội tuyển mà chúng tôi gồm có các đồng chí là đảng viên trẻ cũng như là những người công tác ở các đơn vị ở trong toàn huyện. Thế thì cái thuận lợi ở đây đó là cái sự đồng lòng và nhất trí của anh em cộng với lại là các bạn ấy cũng rất là nhiệt tình. Trong cái thời gian vừa qua thì Phú Bình chúng tôi cũng là một trong những cái huyện thị bị ảnh hưởng lớn do cái cơn bão Yogi. Do vậy mà chúng tôi lại ngoài cái công việc chuyên môn thì còn phải giúp các đơn vị xã khác để khắc phục cái hậu quả của bão lũ lụt nữa. Do vậy là cái quá trình tập luyện nó cũng có bị gián đoạn một chút. Thế và hôm nay khi tất cả các anh chị em cùng nhau tập hợp về đây thì chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào đó để cái chương trình của mình được hoàn thiện nhất và sẽ đem đến cái sự thành công cho chương trình hội thi game show của chúng ta. Lịch sử được tiếp cận qua hình thức game show trên truyền hình đã tạo nên sức hấp dẫn riêng. Với lực lượng tham gia mùa 5 năm 2024 là các cán bộ, đảng viên, đoàn viên của 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh, chắc chắn sẽ mang đến nhiều gam màu mới cho game show Dân ta phải biết sử ta năm nay. Đây là lần đầu tiên cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh được tham dự một game show này. Quá trình luyện tập thì cũng có những sự khó khăn vất vả nhất định. Tuy nhiên với phẩm chất của những người lính bộ đội Cụ Hồ thì chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn. Đối với game show lần này thì bên cạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đều xác định là cần phải có những quyết tâm và tìm hiểu về lịch sử cội nguồn của dân tộc để tham gia game show này. Sôi động và đầy kịch tính, những kiến thức và câu chuyện lịch sử được kể một cách phong phú sinh động. 16 đội chơi đã sẵn sàng thể hiện và bùng nổ trên sân khấu của Dân ta phải biết sử ta.